bóng tiếng ngồi mà hai bậc ba. Dạ rồi em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Chào bé. Dạ. Anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Dạ tên thường gọi là bé Hai, còn tên trong giấy là tên Tho. Anh chị là quê quán ở đâu đây? Quê ở Đồng Tháp. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về đây cùng với con gái đúng không ạ? Dạ. Dạ. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ nhờ anh Hải giúp đỡ tìm kiếm con em giùm, nó đi mất cho nó về 4 bữa nay rồi. Con của anh chị họ tên đầy đủ là gì? Trần Thị Như Hình. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 16 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào? Bỏ đi nếu như ngày âm lịch của mình là ngày mùng 6 á. Em tính ngày ngày Tây, ngày Dương á. Ngày Tây em không biết nữa. Được mấy ngày rồi ạ? 4 ngày. 4 ngày. Vậy là bỏ đi hôm mùng 10. Bữa thứ 3 đó. Hôm nay là ngày mùng 14 rồi. 4 ngày. Đi là đi tại đâu anh chị? Ở khu công nghiệp 6, Nhân Trạch, Đồng Nai, ấp 5 á. Con nhà mình đang đi học hay đi làm đây? Không có đi làm, học thì nghỉ rồi. Nghỉ lâu chưa? Nghỉ hồi năm rồi. Học hết lớp mấy là nghỉ? Lớp 9. Lý do gì nghỉ chị? Tại vì nó không chịu học nữa. Anh chị được mấy người con? Hai đứa, nhỏ chị nó đây còn nhỏ em hơn, nhỏ em đó. Vậy là bé này là bé út. Dạ, dạ, dạ. Tính tình con nhà mình như thế nào đây? Thì thấy cũng bình thường, cũng vui vẻ vậy đó, chứ không có gì hết á. Con ngoan nó là nó không có trả lời đâu, nó cũng bình thường vậy đó. Con ngoan hiền không? Ngoan. Vậy là bé là chưa có đi làm? Chưa, không có đi làm, không đi làm đâu chứ. Nhà mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Dạ. Bé là ở đó là ở trọ hay ở nhà đấy? Ở trọ. Ở trọ ha. Dạ. Còn anh chị với lại bé này chắc đi làm hay ha? Không, bé này có con rồi, nó ở nhà giữ con. Còn lấy chồng rồi hả? Dạ. Còn đây thì đi làm. Đi làm. Bé ở nhà có cơm nước được không? Không luôn, chỉ là bà ngoại nấu sẵn cho ăn thôi. Rồi vậy. Trời đất ơi, 16 tuổi rồi mà không đi học mà bây giờ cũng... Tại cưng con nó vậy đó, mình không thấy gì, không cho nó làm. Thấy nó làm cái tội nghiệp nó. Mình thương con hả? Dạ. Nhưng mà mình chịu quá vậy. Mình phải tập cho bé làm người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn chứ. Dạ, những lúc thì mình sai biểu này kia là nó cũng làm đó. Nó cũng làm bình thường vậy đó. Cơm nước thì có khi bà ngoại kêu nấu cơm thì nấu cơm, còn kêu rửa chén thì rửa chén gì đó, chứ không có làm gì hết. Con nhà mình ở nhà có xài điện thoại không? Có. Bấm nhiều không chị? Bấm nhiều. Liên tục đúng không? Dạ. Hầu như cái thời gian ở nhà là bấm điện thoại là chủ yếu đúng không ạ? Buông ra là nó chụp điện thoại đó. Đó em biết ngay mà. Con nhà mình đi cái ngày mùng 10 là mang theo những thứ gì đi? Nó chỉ có lấy cái điện thoại với lại một cái con gấu nhỏ nhỏ à, với lại hình như là có một bộ đồ thôi. Với 51.000. Với 51.000 với vòng vàng nó đeo là trên mình cũng cỡ khoảng 4 chỉ vàng 18. 4 chỉ vàng cơ hả? Dạ. Ôi trời đất ơi, sao nhỏ mà cho nó đeo nhiều vàng vậy? Tại thấy nó con gái rồi tính như kiểu là cho như thấy nó đồ nghiệp nó đòi này kia cho thương con mà mua cho nó đeo vậy. Hai chiếc nhẫn với một chiếc vòng với con. Bé xài điện thoại là điện thoại gì đắt tiền không? Không, cảm ứng cũng bình thường giống như chị nó thôi. Apple. Còn anh chị là làm công việc gì? Dạ như kiểu làm phế liệu cho người ta. Là sáng đi là tối về hay như thế nào? Như là mình đi sớm khoảng 12 giờ phía đi rồi. 12 giờ là đi rồi hả? 12 giờ đi rồi, còn bà ngoại thì 4 giờ sáng mới đi. Trời ơi, mấy giờ là về? Phải tầm này giờ này về. Có khi giờ này về, không khi tới chiều cũng về không chừng. Dạ. Mình về là mình có hay tâm sự với con không? Thì cũng nói chuyện thì con cái dạy dỗ nó này nọ đó. Ờ con ơi đừng có nghe lời ai cái gì hết trơn á, để từ từ đi rồi lớn khôn hay đi làm. Còn như kiểu ai mà dụ dỗ đi theo hoặc là thương người đó vậy đó, thôi đi đừng có ấy, để nó đi mẹ coi từ nó lớn rồi coi chỗ nào được mẹ gã. Gà luôn hả? Mình tính đến chuyện gà bé luôn hả? Thôi 3 năm sau chừng nào. Rồi 3 năm sau á. Tại vì bây giờ con nhỏ quá con không biết làm. Chừng 20 hai mấy tuổi á, mẹ chừng nào mẹ thấy con biết làm được rồi mẹ mới gả con. Ngày xưa bé này là bao tuổi lấy chồng đây? Bé này mới có 17 à. 17 tuổi. Bé bây hiện tại bây giờ bao tuổi rồi? Bé nhỏ hả? Bé này nè. Dạ 20. 20. 17 tuổi lấy chồng rồi hả? Dạ. Ôi trời đất ơi. Như là 18 17 gì đó. 17. Giờ con mấy tuổi rồi? Ý là bé nhà mình á, bé nhỏ 2 tuổi. Trời đất ơi, lấy chồng sớm vậy. Là mai hả? Như là ở dưới quê hai đứa này nó cũng quen đâu trên mạng á, rồi thấy đó. Kiểu rồi thôi đi cởi gã đi chứ giờ không gã rồi. À đi học quen dạ. Hả? Lấy chồng sớm quá nhờ, lấy chồng sớm mất hết tuổi thanh xuân đấy. Thì bởi vậy thấy nó cũng nó thương thằng này rồi thấy vậy gã luôn rồi còn nhỏ em đó. Vậy là con gái nhà mình tính tới cái thời điểm hiện tại là đi được 4 ngày. Dạ đúng rồi, 4 ngày. Khi đi thì có nhắn gửi hoặc viết thư từ gì có, cho gia đình không? Có, nó ghi lại lá thư là con xin lỗi mẹ. Con sẽ về. Con sẽ về, nó nói gì đó. Trước giờ là bé có từng bỏ đi nhà không, đi như vậy lần nào chưa? Cũng không gọi cho mẹ một phút một giây nào hết.
đi đâu cũng chở. Đi đâu cũng chở theo, đi đâu cũng mẹ con cha con rồi đi theo không mà chứ không có bỏ đi đâu hết. Con nhà mình là có quen bạn bè ở khu vực ở trọ không? Có quen, như là nó có quen cái như là bạn đó đó, nhưng mà thì nói chung ra nó đi tới lui thương yêu với thằng này thì mình không có không thấy. Nhưng mà nó cầm điện thoại mình không biết là nó có nhắn tin hay gì không thì mình không có biết. Tức là theo như chị là chị cũng đang nghi ngờ là con nhà mình cũng có tình cảm với người khác rồi đúng dạ, không? Dạ, nhưng có nhiều dạ, nhưng mà nếu như bây giờ có, ví dụ giờ em nói là thôi con ơi con, nếu như nó đi rồi em nói thôi nếu như con có tình cảm với người đó thì con về đi mẹ gả. Mình thí dụ giờ nó đi nhắn tin với người đó, mình điện vậy đi hoặc là mình nhắn tin vậy đi thì nó trả lời lại. Nhạc này nó không trả lời. Bé nhà mình là có quen ai chưa? Quen bạn trai nào chưa? Có. Quen bạn nào ở đâu? Cũng gần kế đó đó. Ở trọ? Dạ. Bạn ấy hiện tại còn ở trọ không? Không, bạn đó giờ hiện giờ bị mẹ nó như là nói chung ra giờ nó quánh ông cậu nó là ấy rồi, như kiểu công an kiếm bắt nó mà không có. Là con gái mình đi cái là bạn đó đi luôn hay là sao? Dạ. Dạ. Nó đi mất tiêu luôn. Tức là cái ngày con gái mình đi là cái người thanh niên nó cũng dạ, mất luôn. Mà cái thằng nó nhỏ xíu tuổi à. Nó kêu nhỏ này bằng chị không à. Trời đất ơi. Dạ thằng đó mới có 14 tuổi à. Vậy là trong cái thời gian trước đó là mình nghi ngờ là con gái mình có tình cảm với cái bạn đó. Dạ. Hai đứa có thân thiết nhau không? Không. Có hay nói chuyện không? Không luôn, ví như là không có gần gũi được mà đến đâu nói chuyện gì. Vậy mình dựa vào đâu để mình nghi ngờ rằng con gái mình có tình cảm với thanh niên đó? Bây giờ không có nghi ngờ gì, em chỉ mong là mấy anh tìm như kiểu là em nói nó mất tích thôi chứ không có nghi ngờ cái người kia. Cái sự việc của gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ báo rồi. Báo rồi đúng không? Dạ. 4 ngày trời thì gia đình nhà mình đi tìm con ở đâu rồi? Ở vòng vòng ở Long Thành. Long Thành. Thì nói chung là nó nhắn tin ở Long Thành không gì đó rồi mình đi tìm. Nhắn tin là nhắn tin với ai? Nó nhắn tin qua lại với mẹ với chị không à? Dạ nhắn tin với con lúc đầu là em nó bảo là nó ở Long Thành. Ừ. Rồi em nó nói là chỗ đó nhiều hẻm lắm em không có biết đường ra. Ừ. Rồi em nói là rồi hôm sau con mới hỏi là giờ em nói thiệt đi rồi em làm ở đâu, em nói là em bán bánh mì, em cầm cái gỗ bưng từ Long Thành tới Long Thọ vậy á đó. Đó rồi cũng đi gia đình cũng đi kiếm vậy đó nhưng mà không thấy em, rồi em nói là nói cái tên hiệu của tiệm bánh mì luôn là tiệm bánh mì Hoàng Phú. Ừ. Mà đi tìm hết cái khu vực Long Thành luôn không có tiệm bánh mì nào Hoàng Phú. Tức là nhắn tin chứ không có gọi. Dạ, nhắn tin gọi không có được. Gọi đổ chuông nhưng không bắt máy. Con mới kêu là thôi giờ em gửi định vị cho chị đi rồi chị qua mình ơn chị à. Rồi chị gặp em 5 phút cũng được nữa, em nó nói là không có gửi được. Rồi em nói là em đang đứng ngoài đường, cái con mới kêu là thôi giờ em chụp cái đường cho chị biết cũng được nữa. Em nói là chụp cũng không được nữa. Tới giờ phút này là anh chị đang sợ nhất con mình gặp điều gì đúng đây? Rồi, đang sợ như là nó bị vô như là cái đường dây mua bán hoặc là mua bán người nó đem đi mất tiêu luôn. Như là điện thoại của nó là em đổi như là kiểu như là nó là như kiểu có ai ở sau lưng cầm. Ở sau lưng nhắc nhở là kêu là nhắn tin khên là nói như không có chuyện gì hoài đó là cứ nói là con về hoài vậy đó. Rồi em nói nè thôi con ơi, gia đình mình đâu có làm gì cho con ấy đâu, thôi giờ nếu như con có lỡ con đi ha cái gì đó con đi rồi con về đi rồi mẹ tha thứ hết trơn có gì cho cái đầu nó nhắn lại nó nói nè vậy thôi đi gán đi con mẹ gán đi con hai tuần nữa nói rồi sao con không về, nó nói tại con kẹt con về không có được cứ nói gì hoài cái ghét cái đồ, nó nói bây giờ đó, con đang bệnh mà con đang bệnh sốt con không có tiền uống thuốc nữa nè, nói thôi giờ con bệnh thì con gỡ cái gì hoặc là con nói cái chỗ con ở đi mẹ đem thuốc rồi còn mẹ đi về cũng được nữa. Nó nói không được, nó nói vậy đó, nó nói giờ nó bán bánh mì ngày được 50.000 à, bán hết thì được 50 còn không hết thì bốn mấy ngàn. Trước cái ngày mùng 10 đó gia đình nhà mình có la dày gì bé không? Dạ không, ăn uống vui vẻ bình thường. Vui vẻ bình thường. Có để con cái mình thiếu thốn thứ gì không? Không luôn. Dạ, nó muốn gì được, thấy không thiếu thốn gì hết. Cái này chị có biết rằng cái nguyên nhân chính là gì không? Là do nhà mình cho con xài điện thoại quá nhiều thời gian. Dạ. Và đặc biệt để con lên chơi các trang mạng xã hội bị ảnh hưởng cũng như là bị tác động dụ dỗ đi. Dạ. Có bao giờ chị phát hiện được con nhà mình nhắn tin hoặc gọi điện với ai đó trên điện thoại không? Không, chị thấy nó cầm nó bấm không à? Bấm là chơi game hay là bấm hay là chơi mạng xã hội? Thỉnh thoảng có chơi game. Game gì? Dạ, Free Fire. Nó chơi với mấy nhỏ em gần đó thôi. Nhưng mà ở nhà thì nó chơi với nít không à? Chơi với nít không à? Chơi với nít không à, chứ không có như mà bạn trai bạn gì thế này nọ ngủ ghê vậy chứ. Anh chị chắc chiều con lắm đúng không? Dạ đúng. Chiều đúng không? Dạ. Ba thương con nhiều hay mẹ thương con nhiều? Nói chung ra thì ba thì thương nhiều lắm, ba không có la gầy chơi nhưng mà mẹ thì cũng thương con dữ lắm nhưng mà cũng la. Ví dụ giờ con à cái đó chặt mày không có nào cái đó hoặc là đòi cái gì như kiểu cái gì mà thấy coi không được thì mày không có cho. Bé cãi lại không? Không. Không. Dạ. Con hay đòi hỏi mua cái này cái kia không? Như đòi hỏi nhiều thì không có nhưng mà nói mẹ con thích cái đó rồi thôi con rồi cái đó không được thì thôi ạ. Con nó già vậy rồi thôi. Còn quần áo nào này kia là thích làm mua. Thích là mua mẹ con thích cái đó không được con ơi bữa sau không mua bữa sau
vậy đó, chứ nó cũng không phải là mẹ không mua mà nó buồn quằn hay là nó không chịu hay gì không biết. Mà vậy đó cũng nhắn tin gì than nhớ mẹ đó, mà kêu gì không gì được. Nhắn tin con nhớ mẹ. Người ta có cho về đâu mà về đây. Bởi vì nó nhắn tin nó nói có được cầm điện thoại mở mạng lên rồi điện luôn. Nó nhắn tin nó nói mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm. Nó thôi giờ con nhớ mẹ thì thôi bây giờ nè. Con nói con không có tiền điện không có gì hết thì giờ mẹ điện con. Con cứ bắt máy đi con alo một cái thôi cũng được nữa. Là em nhắn tin từ lúc cái tiếng nói mà hồi con bắt máy alo cũng được, là từ đó tới sau là mình nhắn tin cỡ nào cũng không trả lời, mình điện cỡ nào cũng không bắt máy luôn, tượng qua nay luôn. Nhưng mà mấy bữa trước hay là 4 giờ khuya là nó nhắn tin với mình dữ lắm, nhắn nhiều lắm. Rồi hoặc là giấc chiều hoặc là giấc sáng sớm, hai giờ đó là nó nhắn tin dữ lắm mà. Qua đây là Mình có sang cái trọ kế bên hỏi cái thanh niên kia chưa? Hỏi cái gia đình nhà người đó chưa? Gia đình nhà người đó thì nói là như kiểu cũng không có liên lạc được cái thằng nhỏ đó nữa. Cũng có thể cái tình huống nó xảy ra đấy. Dạ. Cũng có thể rằng cái thanh niên đó cùng với con gái nhà mình đang đi đâu đó đấy. Dạ, cái thằng nhỏ này nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu à mà. Nhỏ hả? Dạ, nó mới 14 tuổi thôi, 13, 14 tuổi. Nhưng mà nó thân hình lớn chưa? Lớn nhưng mà. Nhỏ nhưng mà cái não cái nó là nó nhanh lẹ. Không, em sợ gì. Ý là người của nó to không? Không. Chung như đó. Nhưng mà em độ là như cái thằng này nó nhỏ nhưng mà quán xá chỗ quán như nói chung là mình nói giờ không biết nói dù quán gái gú rồi này kia là nó cũng gành lắm. Dạ, mới hơi lớn mà nó gành ghê lắm. Vậy hả? Dạ. Tại nó tiếp xúc những người lớn mà đi chỗ này chỗ nọ đó là nó gành lắm luôn, là em sợ là như kiểu nó lường gạt con nhỏ này là nó dụ dỗ là để là bán hay là sao em cũng không biết, hay là con nhà mình là cao 1m mấy đây? 1m6 mấy. Mét sáu mấy là cao nha. Cao lắm. Hơn bé này nữa. Đúng rồi, mét sáu mấy con gái là cao đấy. Dạ, con bé này cao 1m62, 1m63 mà nó cao hơn chỗ này nữa. Nặng là nhiêu ký? Tầm 45-46. Ồ, 45-46 vậy là như thanh niên rồi. Dạ đúng rồi, nó đẹp gái người. Tụi nhỏ như thanh niên rồi. Nó nói chung ra mấy cái bữa mà nó trước khi đi á là nó có quen một người bạn trai đó là nhắn tin qua lại cũng đăng hình lên thương yêu dữ lắm. Ồ vậy hả? Nhưng mà cái mua quà luôn mà giờ nó bỏ thằng này nó đi luôn, tự nhiên bỏ tấm ngàn này đi luôn, nhưng mà cái ngày nó đi nó cũng nhắn tin cho thằng này dữ dằn luôn. Quen là quen trên mạng hay quen ngoài? Không, quen ở ngoài luôn. Nhưng mà giờ cái thằng cháu đó bây giờ hiện thời bây giờ nó cũng đau khổ, cũng đi tìm dữ dằn với chung luôn mà. Là tình yêu trai gái ấy hả? Dạ. Ôi trời đất ơi, 16 tuổi mà tình yêu rồi ấy hả? Dạ, mà mình trong ý là nó như kiểu nó đang thương thằng này mà tại sao nó đi tắt ngang vậy đó. Bé có vẻ có nói chuyện với lại anh chị là bé có người yêu không? Không. Nhưng mà mình thấy rồi mình biết hả? Dạ mình thấy mình biết. Chứ mình đón á. Mình gặp được cái bạn trai kia chưa? Có nó đi cũng đi kiếm mấy bữa rồi đúng không? Không vậy hả? Dạ nó khóc. Cũng đi kiếm mấy bữa mấy ngày luôn á, chung khóc, luôn á. Khóc luôn hả? Dạ, khóc luôn. Bạn đấy nhiêu tuổi rồi? Đó chắc cũng hai mấy tuổi. 21 tuổi. Bạn ấy là quê ở đâu? Quê ở Cần Thơ. Nhà mình là gốc là nhà mình ở Đồng Tháp á. Đồng Tháp. Trời đất ơi, là 16 rồi yêu rồi. Mà như kiểu là nó quen thì quen nhưng mà gia đình cũng là như kiểu thì nói chung ra giờ con cái đâu có cãi lại được nó đâu, thì nói là nếu như quen thì quen gắng được đợi vài ba năm đi tuổi tuổi ha tuổi mình muốn gả chứ không có cho ấy này, nhưng mà mình đâu có cấm cản nó đâu. Khổ thật sự. Dạ. Rồi tự nhiên cái đùng đi về đi làm về thấy mất biệt luôn, không biết gì luôn, mà trong nhà cũng không ai làm la gầy nó hay này nọ nặng nề cái gì. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con gái của chị, kêu con gái của chị sớm quay trở về đi tâm sự với con đi chị á, nói đi. Con ơi, miễn mà có nhớ mẹ thì quay về đi, chứ mẹ với ba với chị với bà ngoại đồ nó nhớ con nhiều lắm. Mẹ cũng mong con thương mẹ khi quay về. Mẹ cũng tìm kiếm con mấy bữa nay nhiều lắm, nhưng mà tìm không Quỳnh ơi. Quỳnh ơi Quỳnh, con có thấy cái này con về với mẹ nghe Quỳnh. Ba con. Mẹ với ba với chị đều nhớ con nhiều lắm. Con về đi, trong nhà mình đâu có ai là hỏi con cái gì đâu mà con đi vậy. Rồi con về đi, mẹ cũng tìm kiếm con, ba đồ, ông bà đồ cũng tìm kiếm con nhiều dữ lắm luôn. Bây giờ con đi đâu con về liền đi. Ba tâm sự với con đi. Quỳnh ơi, con về với ba đi. Ba thương con lắm. Nhớ con nhiều lắm. Ăn uống không ngủ không được. Ba bốn bữa nay rồi, mẹ với ba đâu có ai ăn uống gì đâu, thức sáng đêm hết trơn. Tìm con khổ thật sự khổ. Nào chị hai nào, chị hai nói chuyện với em để cho em về nào. Nếu Phương có coi được cái clip này thì về với ba mẹ đi, ba mẹ kiếm cực nhiều yêu lắm. Khổ thật sự khổ. Hy vọng con gái xem được video này thấy ba mẹ cũng như là chị hai lặn lội từ một quãng đường rất là xa xôi ở Đồng Nai để về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con phải sớm quay trở về. Nếu tới giờ phút này mà con bị người ta có thể là lừa gạt, dụ dỗ, cám dỗ đi ra bên ngoài mà người ta không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú
theo số điện thoại 0913785858, các chú ngay lập tức có mặt để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn nếu mà vì con ham chơi mải mê nghe theo những lời ngon tiếng ngọt bên ngoài mà để con đi cho vui, con đi cho biết, thì chú mong rằng là con này sớm quay trở về để đoàn tụ với cha mẹ cũng như là gia đình. Bởi vì bên ngoài rất nhiều cạm bẫy không hề đơn giản như con tưởng tượng. Đặc biệt con là mới lớn thôi, 16 tuổi thôi. Con này ăn chưa no, lo chưa tới, con biết gì đây. Đi ra bên ngoài rồi người ta dụ dỗ lừa gạt con, thì khi mà con sập bẫy thì cái điều đó thật sự là đáng tiếc lắm nha con gái. Khuôn mặt con thì rất là dễ thương, đặc biệt rằng là tuổi đời còn nhỏ nhưng mà thân hình con là thanh niên rồi, nên con cũng là một trong những cái miếng mồi rất là ngon của những cái đối tượng xấu có thể dụ dỗ bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Nên mà chú mong rằng con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về, nếu mà không về được gửi vị trí định vị cho gia đình cũng như liên lạc về cho gia đình hoặc liên lạc về cho các chú theo số điện thoại chú vừa đọc để các chú có cách có hướng để mà đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cùng đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Em mong rằng khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng tìm được con nhà mình về. Em hy vọng anh chị dành một cái thời gian nhất định cho con cũng như là dạy dỗ con, khuyên bảo con cái gì cần tránh, cái gì cần né và cái gì cần cảnh giác nhá. Mình cũng đừng chiều con quá, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chuyện hôn nhân của con thì mình nên khuyên con, tuổi con rất nhỏ mà, đặc biệt rằng yêu đương thứ hai là cưới hỏi, là mình khuyên con là từ từ phải có thời gian tìm hiểu. Bởi vì cái chuyện lấy vợ gả chồng, em biết rằng là trước sau gì cũng cưới, cũng lấy vợ, cũng gả chồng, nhưng tuổi còn nhỏ suy nghĩ chưa đâu vào đâu hết, đôi khi là cưới sớm hôn nhân nó lại không được tốt đẹp á. Nên mình khuyên con, mình chỉ bảo con đâu là đúng đâu là sai để con biết đường biết cách biết hướng nha. Anh chị còn điều nào chia sẻ nữa không? Mình có điều nào muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Mình nói đi. Nhờ bà con cô bác trên cộng đồng mạng đó, cô chú anh em trên cộng đồng mạng có thấy con của con Trần Thị Như Quỳnh, Trần Thị Như Quỳnh đó, giúp đỡ giùm cho con, chỉ cho bé nó giùm con. Ồ, thật sự anh là năm nay nhiêu tuổi rồi anh trai? 46 tuổi. Còn chị? 41. 41 hả? Anh chị công việc chắc cũng vất vả ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình làm bao nhiêu năm trên Đồng Nai rồi? Dạ nếu như đi lên cho nó làm cũng 3-4 năm mà trước dịch tới giờ. À vậy hả? Còn trước kia là ở quê hả? Không, trước kia thì mặn trên Trắng Bơm, Trắng Dài á. À, mình là có nhà cửa ở quê không? Đất có, đai có không? Nhà cửa đầy đủ, đất mà trồng ruộng, trồng lúa thì không có, nhưng mà đất mà nhà để ở thì có. Đó là cái tâm nguyện của những người con xa quê, đi dạ, cũng muốn làm ăn để có chút tiền chút bạc, mong muốn sau này cũng về quê đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này thì đang bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm con, đó là điều đáng buồn. Bỏ mấy bữa nay không biết làm sao luôn. Là nhà mình có hai cô con gái thôi đúng không? Dạ, hai cô con gái à. Khổ thật sự khổ. Cả gia đình bây giờ là ngày hôm nay là sẽ biết tin hết đấy. Dạ rồi, cái sự việc của anh chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình, giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nhá. Dạ. Thì hôm nay anh chị cùng với con gái về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Dạ. Anh chị cũng như là con gái của anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ đồng ý. Chị đồng ý. Dạ. Nhà mình đồng ý hết ha. Đồng ý. Cuối video này em chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái anh chị sớm quay trở về một ngày gần nhất. Dạ. Và em hy vọng rằng là con gái nhà mình sẽ sớm quay trở về, đặc biệt là những cái thanh niên mà đối tượng nào mà đang giữ con gái nhà mình về á. Dạ. Là gia đình nhà mình bây giờ là cho cơ hội là mấy ngày đây? Cho cơ hội càng sớm càng tốt. Hai ngày ha. Hai ngày. Nếu hai ngày mà không thả con gái nhà mình về khi anh em tìm được thì mong rằng gia đình nhà mình bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nha. Dạ. Còn nếu mà chiều nay hoặc sớm ngày mai mà thả con gái nhà mình về, đưa con gái nhà mình về thì mình hoan hỉ bỏ qua. Với điều kiện chưa gây một cái hậu quả gì với con gái nhà mình nha. Dạ. Dạ. Còn đã gây hậu quả là mình phải đưa ra cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc nhé. Dạ, rồi thì anh chị cố gắng ha. Dạ, em hy vọng một ngày gần nhất con gái sẽ sớm quay trở về. Dạ, xin phép chào vợ chồng anh chị, rồi chào bé. Dạ, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.